là học về gạo hay học gì? Học gạo á? Học gạo. Học gạo là là học gì? Học gì? Là mình... học học vẹt, học theo đó. Không chính xác. Đáp án là học nhiều, không chú ý tới những việc khác. Còn học vẹt là gì? Học vẹt là học mà không hiểu cái gì chứ. Đúng học rồi. Gì thôi đó. Học gạo tại câu này em chưa nghe bao giờ. Em chỉ nghe học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thôi. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 thôi chứ chưa học gạo. Ok ok. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trúng tủ là đụng trúng cái tủ, trúng số cái tủ hay là gì? Trúng tủ là đụng trúng cái tủ hoặc là gì chị? Trúng số cái tủ. Trúng số cái tủ. Câu này nó có liên quan đến câu học trước không? Liên quan đến câu học trước không? Hay học là cái tủ. Gì? Khi mình đi ra kiểm tra, mình học được, kiểm tra được đúng cái mình học ở nhà. Chính xác. Thì đó. Chính xác đó. Đây. Tao thấy nó lặng mà run chứ đúng không? Học trò quay cóp khi làm bài. Vậy quay là gì? Cóp là copy bài, còn quay là quay nhìn ngó lung tung, nhìn bài của người khác. Gộp lại gọi là quay cóp. Vậy là chính xác. Hay quá. Em ơi, cái câu này dễ ẹt với em luôn nè. Cũng vậy, cóp là gì? Cóp là gì? Như hồi nãy đúng không? Ừ. Cóp là copy bài của người okay, khác. Sao nó lại cứ liên tiếp như vậy nhỉ? Ủa bởi vậy? Bây giờ đang bằng rồi nha, đang bằng đó. Đang dạ. Bằng, rồi. Câu hỏi tiếp theo. Học trò trượt vỏ chuối nghĩa là gì? Học trò trượt vỏ chuối. Nó có hai khía cạnh. Một là đạp vào vỏ chuối trượt. Hai là bị thi trượt. Chính xác. Đây là đáp án là gì? Thi trượt. Chính xác. Đúng rồi, câu kia cũng đúng luôn. Chúng tôi câu kia đúng luôn. Chúng tôi đề nghị nghệ sĩ mình bớt gài chương trình. Bây giờ bởi vì bà MC Hàn Quốc, bà không biết, bà nghe chính xác, bà không chính xác luôn. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Là em có đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ui, em hay lắm, em là niềm tự hào của sao đỏ. Em đúng mà vượt qua cả đáp án chương trình luôn. Em phá kỷ lục của em rồi. Đúng rồi. Câu nữa chị. Trời ơi, còn nữa. Rồi. Vậy trượt là gì? Kiểu không hiểu tại sao có câu hỏi này. Trượt vỏ chuối là thi trượt. Còn trượt là trượt té. Không chính xác. Ủa? Sao chính xác? Mình đang nói về cái thi rớt, thi trượt mà. Thì mình phải dùng từ rớt. À là câu sau nó vẫn bám vào câu trước đúng hả? Đúng rồi. Nãy giờ là nó toàn là bám câu vậy sau đó, mà. Nói mệnh đề sau đó. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Vậy học trò trượt băng là gì? Câu hỏi làm sao đấy? Câu hỏi làm sao đấy? Học trò trượt băng là cái gì là? Sao nó cứ dặn trong mất thời gian nữa nhỉ? Là cái vận động viên là học cái môn trượt băng nghệ thuật là học trò trượt thì chốt chứ. Chốt trượt băng. Chốt đi. Chốt là thì gì? Chốt. Học trò trượt băng là trượt băng nghệ thuật. Chính xác. Thì đây. Là ý là cái môn trượt người băng. Người ta trả lời rồi mà. Rồi, chính xác rồi. Chính xác rồi. Ôi trời ơi. Mình vừa đánh được cho thí sinh đó. Nó hết cả ruột. Rồi, tiếp theo. Bố mẹ mình nhà lo lắm đấy. Trong trường hợp trượt băng thì trượt là gì? Trượt là gì em? Câu hỏi cứ làm sao ấy? Hỏi làm sao đấy? Trượt băng là trượt trên sân băng. Ai chả biết là trượt băng là trượt trên sân băng. Nhưng mà tìm một cái từ để diễn tả cái động từ đó. Di chuyển trên sân băng. Đây. Anh di chuyển trên sân băng được, không cần trượt, anh vẫn đi bộ được. Đi bộ được. Sai rồi. Lướt trên sân băng. Hoặc là trôi trên băng. Trong bảng chữ cái có mấy chữ cái? Câu hỏi làm sao ấy? Câu hỏi lại làm sao? Trong bảng chữ cái có mấy chữ cái? Quên ta, có 24 chữ cái. Không chính xác. Tại cái âm thanh hết giờ nó làm em áp lực. Nhưng mà cũng giỏi rồi. Dạ, 4 câu ạ. À. Ở nhà bằng cỡ bắp tay, ra đường bành trướng to tày cái nia là cái gì? To tày là tay
là cái gì? Đơn giản. Cái này dễ. Trả lời dễ đi cho qua. Dễ. Cái nia, nia, nia. Thì chỉ có cái nia ra đường nó bằng cái nia thôi chứ rồi. Không có cái gì đâu. Không chính xác. Cái dù. Cái dù. Thị trấn Sao Đỏ ơi. Thị trấn Sao Đỏ. Thị trấn Sao Đỏ không dùng dù. Thị trấn Sao Đỏ không có dù à? Ngoài em nó ít mưa lắm, chủ yếu nắng à, cho nên là ít xài dù. Tại sao khi cắn thì con chó không sủa? Trời trời. Em cũng biết. Khó nha, câu này khó lắm, mà phải suy nghĩ. Phải tất cả mọi thứ phải chuyển động. Bán cầu não trái phải hoạt động hết cỡ để đưa bán cầu não phải về vị trí. Thị trấn Sao Đỏ ơi. Bởi vì khi nó cắn làm sao nó sủa nữa. Cũng như mình khi mình cắn là mình đâu có nói đâu. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. Ờ. Ờ. Bởi vậy khi là con chó giải nó sủa là nó chỉ học đi. Giải thích khoa học. Là sao vậy? Bởi vì khi nó cắn là nó cái mồm nó sẽ bị bít lại cái chỗ cắn mà nó không thoát được ra hơi và không thể lên tiếng được. Chúng ta phải dùng không khí học. Không khí học. Khi mà đủ hơi và mồm đủ mở to. Được rồi, lên lên. Tại nó có một cái miệng à. Nó cắn rồi thêm miệng đâu nữa nè, sủa. Ồ, nó đơn giản với anh đi. Dấu gì không dùng trong toán học? Dấu vết. Lên. Giỏi quá. Định nói dấu phẩy nhưng mà quá dấu phẩy, may quá. Đúng rồi. Một con rết 100 chân đang đi dạo mát bỗng nhiên gặp một chú chuột chết. Rết ngậm ngùi bước tiếp, hỏi khi đi qua chú chuột chết đó, rết đi bằng mấy chân? 104 chân. Không chính xác. Vì sao? Vì con chuột nó có 4 chân nữa. Khi mà đi lên con chuột là cộng với 4 chân con chuột chết. Rết đi bằng mà. Con rết 100 chân, nó đi tung tăng. Nó gặp chuột chết. Nó đi lên. Sao Đức? Cái gì anh? 99 chân. Tại sao? Chuột chết thúi quá lấy 1 chân bịt mũi. Bịt mũi rồi. 2 chân, lấy 2 chân với bịt mũi được chứ. Ủa dạ, 2 chân bịt mũi rồi. 98 chân. Nhiều khi nó bịt bằng 1 chân rồi sao anh? Con rết vậy nè, con rết đi 1 chân. Chân queo ngàn. Chân queo ngàn. Như là bịt 2 chân mũi rồi. Con đó nó nhiều khi nó queo ngàn. Nó thích mùi thối thì sao? Thì đấy. Thì nó cũng không có lời là 104 được. Câu này mẹo nè. Câu hỏi nó làm sao đấy? Con rết nào biết bịt mũi, khoa học chứng minh đi. Đúng rồi. Tên vở nhạc kịch Tiên Nga của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc được ghép tên từ hai nhân vật nào? Nhân vật nào? Nhân vật Tiên và Nga. Ra Tiên Nga. Đáp án của em là Tiên và Nga. Họ và tên nữa. Họ và tên. Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga. Đây biết nè. Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Cái gì lúc thì to, lúc thì nhỏ, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp? Mặt trăng nó lúc nó khuyết thì nó nhỏ, lúc nó không khuyết thì nó to. Trăng rằm thì nó cao, mà trăng không rằm thì nó thấp. Đấy. Chính xác. Đúng mà. Lên. Lên. Ôi giời. Giỏi thế em ơi. Cái gì mang ra phơi nắng thì càng ướt? Nước đá. Lên. Hay quá vậy. Con cua tám cẳng hai càng bò đi bò lại, hỏi bò mấy chân? Trời ơi, hồi xưa nít đố này quay. Bò đi bò lại, bò 4 chân à? Chính xác. À, lên. Hai chân. Bốn chân. Chính xác. Bốn chân tại nó. Hai cái càng nó đúng. Anh thấy chưa? Tại sao bốn? Đúng rồi đó, nhưng mà tại sao bốn? Bốn chân, tại bởi vì nó bốn chân. Tại vì không trả lời, đó là câu hỏi phụ. Đúng rồi. Không được trả lời. Tại anh theo lúc đầu anh nói đó, không nên phân tích quá làm xa, đơn giản. Bốn chân là bốn chân thôi. Chứ mình phân tích dài làm gì? Bây giờ chúng ta không bàn tới luôn nha. Dạ. Để lát coi Lan Hương có bàn ra được không nha. Một người giỏi quá mà bị chết thì gọi là gì? Người giỏi mà bị chết là sao đấy? Là cái gì á? Ba là cũng dữ rồi đó. Trời ơi! Biết rồi. Người giỏi mà bị chết. Trời ơi. Giỏi là thông minh, là sáng suốt, là trong ngày luôn á. Trời ơi. Giỏi là có gì? Giỏi là có gì? Thì người ta nói em là có cái gì? Có gì? Giỏi là có gì mới gọi là giỏi? Có tài. Trời đó. Quan chết tài, quan tài chết. Quan mất tài. Trời ơi. Tài tử. Không sao, giỏi rồi. Điểm gì ăn được? Điểm gì mà ăn được? Điểm. Đại đi, trả lời đại đi em. Điểm. Câu 1, mất thời gian uổng. Điểm. Điểm thể dục. Thì đại mà chị, bây giờ em không biết điểm nào ăn được hết đó. Em huy động tất cả các
điểm rồi. Rồi, không chính xác. Đáp án là gì anh Đức? Điểm tâm. Điểm tâm. Đúng rồi, điểm món tâm. Món điểm tâm ăn buổi sáng ấy, ta gọi là ăn điểm tâm. Ôi dồi, nó xé xay. Xé xay. À, đúng rồi, điểm tâm, đúng rồi. Tại sao không nghĩ tới điểm tâm ta? Em phải đi ăn với anh nhiều, anh dắt em đi nhiều nơi. Cái món nhà nó bán là buổi trưa mới bán. Ờ. Tiếp tục, kể tên 5 món đồ bằng cao su. 5 món đồ bằng cao su. Đúng rồi. Dây thun, xăm xe, lốp xe. 3. Dạ, hơi tế nhị, dạ bao cao su ạ. Bốn cái rồi, bốn cái rồi, còn một cái nữa. Bốn cái nữa, bốn cái nha. Cái búa. Cái đúng gì vậy? Cái búa, có cái búa bằng cái cục cao su đấy. Đúng. Cái nào bằng cao su? Cái đít búa đó. Đúng rồi. Cái mà để nó búa xuống đấy. Nó có đúng. Cái cán với một cái búa. Đúng rồi. Đúng mà bạn có dùng thằng này đâu gì? Nó đập nền đó anh, đập giúp đập đập nền đó. Đúng rồi. Búa su. Đập nền cho nó phẳng có búa su. Rồi. Em nhắm, chị em bắt vật liệu xây dựng đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Anh Đức trồng khế có cành chìa, sang sân nhà Lâm Vĩ Dạ thì sẽ bị gì? Đố chữ. Anh Đức trồng khế có cành bị thò sang nhà chị Dạ. Bị chè, nghe nó sang. Chè sang nhà chị Dạ. À, bị thò đấy, ừ, cho dễ hiểu nhá. Gì đó thì là gì? Bị gì? Từ lây lan. Lây lan. Không, lây lan không chính xác. Chặt chém đúng không? Ôi dồi, nó dùng cái chữ gì đâu, nghe kinh quá. Chữ cái này lan. Là Lâm Vĩ Dạ hằng ngày làm đó. Đáp án là bắt bẻ. Trời ơi trời. Đúng rồi, có à, nghĩa, có nghĩa. Phải bẻ cái cành khế đi rồi. Hả? Bắt bẻ, cái này khó nhỉ. Với lại, chị Dạ, cái tâm lý chị Dạ chứ không thể xài từ bẻ được. Đúng. Phải chém, 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 chém. Ít nhất là phải tầm chém trở lên. Chặt chém. Chặt chém. Chặt chém. Rồi rồi, chặt chém cũng được. Thôi tiếp đi chị. Rồi. Rắn gì không bò được? Cái này là đố gì vậy chị? Đố chữ. Đố chữ. Đố chữ rắn giỏi ạ. Là. Chính xác. Wow. Người nhện có khả năng đặc biệt sau khi bị con gì cắn? Spiderman. Con nghĩ gì nữa? Người nhện. Con nhện. Đúng rồi, chính xác. Dạ, tại em thấy nó. Trời ơi. Thôi nó không biết luôn á trời. Hồi nãy mà nó con chuột cho tôi xỉu luôn. Rồi, người dơi có khả năng đặc biệt sau khi bị con gì cắn? Con dơi nó cắn thì nó đơn giản quá. Em đáp án là gì? Con bình thường nói định gà em con dơi, nhưng con dơi nó ít cắn lắm. Không bị cắn tự nhưng thành người rơi. Là đáp án là gì? Không có cắn nhé, không bị cắn. Chính xác. Ờ, đây. Đây. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Vậy người chơi nhanh như chớp sẽ có khả năng đặc biệt gì khi bị Trường Giang cắn? Anh Trường Giang cắn em thì em sẽ... Em bị gì? Kêu đau. Chính xác. Bị đau. Chính xác. Đúng rồi, hay quá. Em giỏi quá. Chính xác em ơi. Đúng là niềm tự hào của Sao Đỏ. Đúng rồi. Câu hỏi nó bị làm sao thao thao đấy. Rồi. Trong phim Tây Du Ký, Đường Tăng họ gì? Lúc bé em có coi phim em không? Em chỉ biết họ Tôn Ngộ Không là họ Tôn. Họ Tôn, họ Tôn không à? Trần Đường, Trần Nguyễn. Trần Nguyễn Mạc. Em đang... Ê, Trần... Ê, khoan, Trần. Khoan, khoan. Trần á. Thực sự á, khi mình biết cái họ là chắc chắn mình biết cái tên. Đúng. Trần gì? Trần là đúng, nhưng nếu em trả lời Trần gì thì mới cho kết quả không lên. Không phải là Đường Tăng, nó không phải Trần Đường Tăng đâu nha. Đúng vậy. Trần gì? Bởi vì khi ta biết cái họ là phải nó nằm được cái tên ta mới biết được, chứ không thể đoán mò ra cái họ Trần được quá nhiều họ. Đúng thế rồi. Nên họ Trần là do Duy Nhắc. Bây nhưng giờ mà trong câu hỏi chỉ là họ gì không, thôi. Không, nhưng mà đặc biệt trong trường hợp này vì ở dưới nhắc nên phải trả lời không, được đúng nguyên cái tên. Không, ở dưới nãy giờ đâu có nhắc đâu. Không, đừng có nói gì Trần. Trần gì? Trần... Tại em không biết này. Không biết thì thôi, xuống. Xuống. Trần... Trần xuống. Trần xuống. Tại không biết tại... Trần gì bạn? Trần gì anh? Trần Nguyên Trang. Rồi câu hỏi tiếp theo, tác giả của bộ tiểu thuyết Tây Du Ký là ai? Cái gì ân ân này? Trời ơi. Ngô... Quá dễ luôn á trời nè. Cái... Ngô Thừa Ân. Chính là... xác. Yeah. Hơi bất ngờ nha. Ngày xưa còn có hả ta gì ổ thân đạo diễn Ngô Thừa Ân quay phim Dương Sùng Thu đó kìa. Thu rồi hòa thượng là Trần Huyền Trang. Trời ơi. Không. Rồi. Câu hỏi tiếp tục. Thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc Thỉnh Kinh
Vậy Tây Trúc là ở đâu ngày nay? Trung Quốc thì từ Trung Quốc không thể đi Trung Quốc lấy được. Nếu mà để phương thì em trả lời em đã mất thời gian đó. Ấn Độ. Ấn Độ chính xác. À! Ủa? Em trả lời đại hả? Ôi trời. Tại sao em trả lời đại mà em lại lời Ấn Độ vậy? Em không biết nữa, thì khu miền phương Tây á, Tây thì Hy Lạp, Ấn Độ thì tùm lum tè le đấy. Ở đó là Nam Á. Trời ơi, có Hy Lạp trong đó nữa. Hay quá. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Làm thế nào để biết tuổi của một con rùa? Cái mai. Cái mai sao? Cái mai sao? Những cái ô ở trên cái mai rùa đó. Là cái gì? Mai. Tức là bây giờ trả lời. Nó có những cái ô ở trên cái mai và những cái khoang đó. Thì là sao? Thì là sao? Tại cái mai rùa đó, mỗi một năm nó lớn lên là cái mai nó sẽ nó to ra, nó sẽ có cái những cái khoang hình kiểu tam giác ô vuông đấy. Đó cũng là một trong những cái tính đã một phải là đến. Canh cái ngày nó nở trứng, mình ghi lại cái ngày nở trứng. Tại rùa nó có ngày nở trứng mà. Em ra biển em gặp con rùa thì biết nở ngày nào. Tức là cái cách của Khoa là đúng đó. Tuy nhiên vẫn có nhiều cách khác để khoa học ta xác định chính xác. Còn cách gọi là dân gian dân giả bình thường là đếm những cái ô trên cái mai đó. Ừ, nhưng mà nãy em hết giờ rồi. Hết giờ. Cũng được rồi. Mai gì không bao giờ thấy nở. Mai mốt. Mai mốt lên. Đấy, quá. À, thấy chưa? Hả? À. Thời gian mình nói chuyện là thời gian nó dừng lại để mình tâm sự. Dạ, thì năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 27 tuổi ạ. Tính là khi nào mình về chung một nhà? Cái này thì mẹ em cũng hay nói hoài luôn. Cả hai mẹ luôn. Hai mẹ luôn đều hỏi thì cũng sớm thôi anh ạ. Sớm thôi hả? Dạ. Con gái người ta có một khoảng thanh xuân rất là ngắn. Rước người ta về để mà mình chiều chuộng. Dạ. O bế, chăm sóc. Dạ. Anh cũng ba mấy mới lấy mà. Nhưng mà nó khác nhau. Chúc cho em và cô ấy ngày càng hạnh phúc hơn nha. Dạ. Rồi. Cái gì có cánh mà không biết bay? Sao? Hoa. Đúng. Hoa có cánh mà đâu biết bay đâu. Không chính xác. Không chính xác. Không chính xác. Em có từng thấy những loại hoa đang nở rộ, một cơn gió thổi qua bay ào ào ào, thấy không? Mà có nhiều cái trả lời sao trả lời cánh quạt nè. Cái cánh quạt á, nó quay chứ đâu có bay. Rồi cánh cửa nè. Ồ. Tại em lại nghĩ về hoa đầu tiên ta đau thế. Thôi câu này lấy lại tất cả, câu này dễ luôn. Làm gì mà không phát ra tiếng? Làm gì mà không phát ra tiếng? Em có từng làm gì mà không phát ra tiếng chưa? Chớp mắt. Không chính xác. Nghe. Trời ơi. Lạc thân. Đúng chính xác. Chớp mắt nó vẫn phát ra tiếng mặc dù nó không đủ lớn để mình nghe thôi. Còn cái làm thinh là không có rắc là tiếng. Không, làm thinh là tại em xài là thường thường là im lặng hay là không lên tiếng là làm thinh là em chưa nghe. Người ta đang nói chữ mà. Tiếp theo nè. Đầu của tôi màu đỏ. Dạ. Khi chạm mạnh vào đầu của tôi, nó chuyển thành màu đen. Tôi là gì? Dễ luôn. Đầu màu đỏ. Ừ. Chạm mạnh vào thành màu đen. Ừ. Than. Không chính xác. Than là màu đỏ. Không, cái than khi mà nó bình thường là màu đen. Nó đỏ đó, anh khi chạm mạnh vào nó thành màu đen. Cái gì để đánh lửa đấy? Cái que diêm đấy. Cái gì mà máy tính bàn không thể làm được như laptop? Có máy tính bàn không? Có. Có laptop không? Có. Rồi. Gặp lại. Lên. Em đúng một câu mà anh Đức mừng quá. Mừng chứ, nãy giờ em cứ ngồi một chỗ hoài. Anh đang lo mẹ em về có mắng em không nè. Em không dám nhìn mẹ nãy giờ anh ạ. Cá gì chỉ sống được một ngày? Cá độ. Không chính xác. Cá độ là một cái tệ nạn chúng ta phải bài trừ. Đúng rồi. Không bao giờ chương trình đưa một cái tệ nạn vào cái chương trình hết trơn. Cá tháng tư. Đúng chưa? Có chơi cá độ không? Không, ý là em những cái gì tệ nạn em phải nghiên cứu để em tránh. Nghiên cứu để em tránh.
Được, được, cái đó được. Nghiên cứu để tránh thì được. À, họ có hay đọc truyện tranh không? Lúc nhỏ? Không anh ạ. Chứ bây giờ mình nói mình có mà công không trả lời được chết luôn. Thà cứ nói không đi. Trong bộ truyện tranh Thám Tử Conan. Chết rồi. Dụng cụ đầu tiên mà tiến sĩ Agatha phát minh cho Conan là gì? Đầu tiên để làm thám tử. Agatha phát minh cho Conan là gì? Mà em không nghiên cứu cái chuyện này. Thì nói đại đi. Đầu tiên thì để làm thám tử thì cái đầu tiên quan trọng nhất là cái kính. Không chính xác. Ai biết? Cái mây giọng nói đúng không? Cái nơ giọng nói đúng rồi. Nơ. Biên Hòa, Đà Lạt, Tây Ninh, thành phố nào giáp với biển? Không có thành phố nào giáp với biển hết á, tại ba thành phố là giáp với đất liền không à? Lên. Đấy. Hollywood nằm ở bang nào của nước Mỹ? Cái này Đức biết nè. Em chưa đi Mỹ. Địa bang nổi tiếng đi. Cái nào? Cái nào Tây Bắc? Chính xác, không đúng. Chính xác là sai, Đức biết không? California. Exactly. Trời ơi, em định nói California mà sao lại nghĩa? Nói chung là thưa quý vị, ngày hôm nay không biết vì vấn đề gì mà hôm nay Khoa bị tuột phong độ. Chỉ có một đáp án chứ không có sự liên tiếp. Xin chúc mừng. Big Daddy cũng tương mà... tự thôi mời. Không, cái này dễ chỉ có mà. Một đáp án mà anh Giang còn xin chúc mừng nữa. Đấy. Thì chúc mừng cho cái sự thất bại đó. Nhưng mới lên đầu óc em làm sao nó chưa có được vận hành. Hoàn thành câu tục ngữ: buôn có bạn, bán có chấm chấm. Trời ơi, chết rồi. Buôn có bạn, bán có phường. Chết xác. Hồi hợt. Đúng rồi Khoa, anh nhắc nè, em là sẽ buôn bán. Đúng. Em mình hồi hợt nhưng mà mình nhớ tập trung cái thời gian nha. Ít tạo nét lại đúng không anh? Đúng rồi, đúng nhưng rồi. Mà không lẽ bây giờ em mở một quán bún đậu mà không biết câu đó. Đúng. 253 Phan Huy, phường 21, quận Gò Vấp. Cái gì càng to càng dễ vỡ? Càng to. Bóng bay. Chính xác. Bóng bay. Độc gì có trúng cũng không chết. Dễ nha. Độc gì có trúng không chết à? Độc đắc. Chính xác. Thị trấn Sao Đỏ đang chờ em. Mạc Phát Khoa. Chỉ cần một câu đúng duy nhất nữa thôi là bước vào đêm chung kết. Nếu em trả lời được câu này thì không chỉ ở thị trấn nữa mà cả huyện, thành phố Chí Linh sẽ tự hào về em. Trên ngực của Captain America có hình gì? Dễ mà. Nghe câu hỏi chưa? Nhân vật có, em có mà. Thì trả lời đi. Hơi hết. Captain American nha. Captain American trên ngực. Cảm ơn các nhà sản xuất. Trời ơi. Thời gian đối với em không quan trọng. Cảm ơn đạo diễn. End game. Kết thúc. Avengers End Game. Đã tạo ra một bộ phim không chỉ hay với tất cả mọi người trên thế giới. Đúng. Mà còn hay với chương trình Nhanh Như Chớp. Hình ngôi sao. Em xếp hàng 2 ngày mới mua được cái vé đấy. Thôi, cố lên đi nào. Tên thật của Wonder Woman là gì? Hỏi cầm cái gì đi thì còn biết. Cầm cái gì? Wonder Woman. Thì người ta gọi là Wonder Woman mà. Có tên thật của người đó. Bolos Valacia. Cái nói cái gì? Anh nói tên thuốc Tây hả? Valacetamol gì vậy? Lisa. Lisa, wow! Hay quá luôn! Wow! Mặt trăng khoa! Em ơi! Lisa là của Blackpink! Đáp án là Diana. Trời ơi! Bản gốc của phim Tháng Năm Rực Rỡ tên gì? Làm từ phiên bản Hàn Quốc, bản Hàn Quốc tên gì? Em biết dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh không? Tháng Năm Rực Rỡ gì? Anh nghe em đọc tiếng Anh chưa? Anh nghe em đọc tiếng Anh đấy. Nghe rồi, nãy Wonder Woman là nghe rồi. Paracetamol. Emily, beautiful.
Tại em không biết, em chỉ coi cái bản sau thôi. Không chính xác. Đáp án là Sunny. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện Doraemon học lớp mấy? Chương trình hôm nay câu hỏi hay quá, sắp xếp đúng lúc, đúng thứ tự luôn. Nhưng câu khó cho về sau. Trả lời đi. Câu này em không biết mà, tại những câu này mà hỏi lúc chết là chết rồi. Cái gì Doraemon thì Doraemon rồi. Doraemon học lớp mấy? Học lớp mấy hả? Doraemon là đi học với Nobita. Nobita lớp mấy? Cấp 1 thôi. Lớp 1. Cấp 1 thôi, nhưng mà chỉ từ lớp 1 đến lớp 5. Không chính xác. Không, không đi học. Không đi học, đúng rồi. Tại mấy lần em thấy tới lớp học. Đúng rồi. Thì em cứ nghĩ nó đi học. Doraemon. Câu này biết nè, câu này biết nè. Nhân vật Giant trong Doraemon hát bài nào hay nhất? Doraemon hát bài nào hay nhất? Bài nổi tiếng gì đó. Bài này. Đúng rồi, đúng rồi. Bài này là giống như kiểu nhạc phim nó luôn á. Đúng rồi. Đúng. Bài nhạc OST. OST đó. Đó, Giant hát đó. Ai cũng biết. Chú mèo máy thông minh. Thông minh. Chú mèo máy thông minh. Wow. Lớp chưa giờ nào? Không thể nào nói tên biết bài đó được ạ. À. Không chính xác. Em biết mà. Đáp án là hát bài nào cũng dở. Là không hát bài nào hay hết á. Đáp án à, rồi câu hỏi tiếp theo. Cái gì càng trắng càng bẩn? Bẩn là dơ đấy. Cái gì càng trắng càng bẩn? Cái bảng. Chính xác. Khi mình viết phấn lên đỡ phấn màu trắng. Cánh gì mà chẳng biết bay, chim hay xà xuống nơi đây kiếm mồi. Quá đơn giản. Cánh đồng. 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 Trời lên. Ơi. Hay quá. Tại sao lại chọn ngón áp út để đeo nhẫn? Cái này thì phụ nữ biết nhiều. Năm ngón nó có ý nghĩa đó. Ừ. Cái trỏ giữa áp út. Tại sao chọn ngón áp út để đeo nhẫn? Mà không phải là những ngón khác. Vì thích. Thích rồi, không chính xác. Ai da. Ai biết? Buồn vui xôi tình bạn. Đâu để em coi. Buồn vui xôi tình. À, vì nó rơi vào dưới tình nên đeo không chính xác tào lao. Em nói tôi xem đúng không nha. Bởi vì theo người ta nghiên cứu đó là ngón áp út nó có nhiều dây thần kinh, nó dẫn đến tim nhiều nhất. Chính xác. Trong bài hát đi cấy, tác giả viết ăn cơm bằng gì? Từ em nhớ này. Hát đi. Ăn cơm bằng lên chùi cây sẽ. Vậy gì đấy? Tăng 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 đó, quan trọng là chữ tăng á. Đang vị trí O không vấn đề. Thì à. Đấy. Không chính xác nha. Trời ơi. Trời ơi. Bình tĩnh đi. Em không thuộc bài này hả? Em cũng thuộc giai điệu thôi. Có thuộc bài này một cành sen đó. Có thuộc bài này không? Không thuộc thì chúng ta đối tiếp bài này. Giai điệu thôi. Đối tiếp bài này. Chết rồi. Cũng trong bài hát này có tất cả bao nhiêu cô gái? Hát đi. Đâu thuộc đâu hát. Có thuộc đâu mà hát. Chỉ nhớ giai điệu. Có hẹn cùng chăng? Có hẹn cùng chăng? Ta. Nên chùa bé một cành sen. Ăn cơm bằng. Chưa. Ăn cơm bà thì đã bị sai thôi. Ba bốn cô. Lên. Cố gắng nhanh đi em ơi. Ba bốn cô. Lên đấy, hay đấy. Trời ơi, tôi nghĩ là thua rồi thật luôn á. Ba bốn cô. Cái gì luôn đi mà không bao giờ đến nơi? Khó à? Chân trời. Đúng. Lên. Lên. Đường chân trời. Đường chân trời. Nhìn nó có vẻ gần đó, nhưng thực ra không có gần đâu. Mình hơi hạ lên nha. Đúng rồi, đi hoài vẫn thấy đường chân trời. Vậy đường chân trời nằm ở đâu? Câu đó nó không nằm trong câu hỏi. Không, nhưng mà anh Giang hỏi thì mình phải có trách nhiệm trả lời. Đúng, đó chứ. Người, cái người mà người ta đàng hoàng tử tế. Không ai giải thích được, bởi vì nếu giải thích được đã tìm tới đường chân trời rồi. Ừ, đấy, thà thế. Đấy. Vuông vuông, cửa đóng hai đầu. 100 thằng chết, lần hồi chui ra. Thằng nào không mũ thì tha, thằng nào có mũ đem ra đốt đầu là gì? Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu. Quen lắm nha. Cái này không biết anh ạ. Đơn giản lắm, trả lời rất là hờ hững thôi. Cái gì đem cái đầu đi đốt? Không ra được anh Đức thì nha. Đốt đại cái gì đi? Cái đèn ạ. Cái đèn không chính xác. Ôi giời ơi, đốt cái đầu que diêm đây. Thằng nào không mũ thì tha, thằng nào không có đầu làm sao mà đốt?
cái mú là cái gì? Cái mú là cái đầu của em. Là nó có hai đầu, một đầu là không có cái đầu đỏ, không có đầu đấy, không có mũ đấy. Em có thù oán với Diệp. Thù oán với Diệp. Mấy sao đó? Em đừng căng, em hơi hợt vào. Đúng rồi, em hơi hợt vào. Con đường nào mềm mại nhất trên thế giới? Con đường nào mềm mại nhất trên thế giới? Đường tình. Không, chính xác. Con đường tơ lụa. Đúng rồi, con đường tơ lụa. Thôi, nó tại sao ta gọi là con đường tơ lụa? Tại vì người ta buôn bán. Đúng rồi, giao thương buôn bán gọi là con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa xưa từng đi ngang qua tỉnh nào của Việt Nam? Không đi qua. Lên, không đi qua. Lên. Tại thường thường chỉ tơ tằng thôi. Và nó không thuận đường qua mình lắm. Không thuận đường qua mình lắm. Con vật nào xuất hiện nhiều nhất trên con đường tơ lụa xưa? Dễ lắm. Quá dễ luôn á. Dễ lắm luôn á. Con vật thì phải là vận chuyển. Phải liên quan đến vận chuyển. Là phải đi lại nhiều. Con tàu. Không chính xác. Trời ơi. Con lạc đà.